Con chào cô, tớ chào các bạn. Tớ tên là Minh Đức, tớ 10 tuổi, hiện đang học ở trường tiểu học Trần Phú ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Hôm nay tớ xin được thuyết trình về sản phẩm của tớ có tên là thiệp Giáng sinh. Tớ làm ra sản phẩm này nhằm chuẩn bị chào đón Giáng sinh. Trong sản phẩm của tớ có một khung cảnh có hai bạn nhỏ đang nhận quà của ông già Noel. Đằng sau Đằng sau ông già Noel là những con vật đi qua đi lại. Và có cả một cái cây thông đang phát sáng. Rồi có nhân vật người tuyết như thế nào? Con nói hết đây. Nếu các bạn nhìn kỹ, các bạn có thể sẽ thấy hai mẹ con cáo đang ngồi ở ở trên một tảng băng khá lớn. Ở trên có một ban nhạc Giáng sinh, trong đó có gồm hai con người tuyết, một con cầm mic và một con cầm đàn. Có một con hươu hươu đang đánh trống. Và khi chạy thì phát ra âm thanh bài nhạc gì? Và khi chạy sẽ phát ra bài nhạc Jingle Bell. Rồi con chạy chương trình nào. Để chạy chương trình chúng ta nhấn vào lá cờ xanh. Để chạy vào chương trình, ta nhấn vào lá cờ xanh. Về phần âm nhạc thì tớ nói ở phần âm nhạc ở trong thư mục. Đoạn mã cốt mà tớ thấy rằng là dài nhất và tốn nhiều thời gian nhất là đoạn mã cốt âm thanh. Tớ phải làm cho đảm bảo rằng âm thanh sẽ tắt và để lại thời gian cho nhân vật nói và phát lại âm thanh. Trong quá trình tạo ra sản phẩm, khó khăn duy nhất của tớ chính là vấn đề thời gian. Tớ phải mất một ngày thì mới xong. Bài thuyết trình của tớ đến đây là kết thúc. Con cảm ơn cô, tớ cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Rồi, cô cảm ơn phần thuyết trình của bạn Minh Đức. Minh Đức hãy giữ nguyên màn hình đó cho cô nha. Rồi, cô mời sự góp ý và nhận xét của các bạn trong lớp của mình dành cho thứ nhất là về phần dự án của Minh Đức, thứ hai là phần thuyết trình của Minh Đức nha. Nào, bạn nào có ý kiến gì không nào? Ví dụ chúng ta thấy hay ở đâu hoặc là chúng ta thấy cái đoạn nào mà mình thấy bạn nên sửa đổi? Các bạn nào góp ý gì không? Rồi, không có bạn nào góp ý thì cô sẽ có một vài nhận xét.
cho phần thứ nhất là về phần dự án của Minh Đức. Về phần dự án thì sân khấu của con rất là đẹp, rất là nhiều màu sắc này. Có cây thông thì màu xanh, trên cây thông thì có màu vàng. Khi chạy chương trình thì các cái đèn trên cây thông nó liên tục nhấp nháy này. Và ngôi sao ở bên trên cây thông ấy nó cũng liên tục phát sáng đúng không? Đấy, cô thấy cái điểm đấy là cái điểm nổi bật nhất này. Thứ hai, đây là cái chủ đề con chúc mừng Giáng sinh thì con chọn nền, cái nền tuyết ấy rất là hay, rất là đúng với cái chủ đề của con. Trong đó con có người tuyết này, một người tuyết thì cầm đàn, một người tuyết thì cầm mic, và ở đằng sau thì có các cái núi tuyết. Những cái núi tuyết này là con tự vẽ đúng không? Một cái xô đựng các cái nắm tuyết này, và một đằng sau thì lại có một cái núi tuyết bằng những cái nắm tuyết, xong đó ở bên trên thì có một lá cờ xanh đúng không con? Vâng ạ. Ờ, cái phần này con tự vẽ đúng không? Vâng ạ. Ừ, cô thấy những cái phần này rất là sáng tạo. Rồi cô sẽ hỏi Minh Đức một chút xíu. Khi âm nhạc nổi lên ấy, thì cô thấy cái cây đàn và cái micro trong tay hai người tuyết nó chuyển động một chút, giống như là kiểu đang đánh đàn hoặc là đang cầm micro để hát ấy. Vậy con lập trình cho cái đàn và cái micro đó như thế nào? Con thưa cô là con dùng cả con dùng lệnh là khi bắt đầu bấm vào cả lá cờ xanh với cả trang xong rồi con bấm vào liên tục, sau con cho Trang phục hai kế mã tiếp code vào là trang phục kế tiếp và đợi 0,3 giây ạ. À, là nó có nhiều trang phục không con? Cái đàn ấy nó có nhiều trang phục không? Nó chỉ có hai trang phục thôi ạ. À, nó thay đổi qua lại thì giống như là cái đàn nó đang rung rung ấy đúng không? Vâng ạ. Ừ, rất là hay, phần này của con rất là sáng tạo. Thêm một phần nữa, cái chủ đề của con là chủ đề chúc mừng Giáng sinh thì ở đây có thêm một số nhân vật, ví dụ như là nhân vật cái chuông này, rồi nhân vật ông già Noel đang đi phát quà cho các bạn nhỏ này, có gấu, gấu Bắc Cực và sói nữa đúng không, có chim cánh cụt này. Rồi cô thấy cái chữ Merry Christmas, cái chữ Merry ấy, thì cái chữ đó con lấy ở đâu ra? Con tự viết ạ. À, con tự viết à? Rồi cô thấy cái chữ Musk của con có sáng tạo là cái chữ A ấy, có đội cái mũ này, sau đó thêm cái gì trắng trắng ở đằng trước nữa vậy con? Cái dâu ạ. À, giống như là ông già, mặt của ông già Noel phải không? Vâng ạ. Ừ, cô thấy cái phần này của con rất là sáng tạo, rất là hay. Rồi, về phần lập trình, đấy là về phần thẩm mỹ thì cô đánh giá là con làm rất là tốt, cực kỳ tốt luôn. Thứ hai nữa là về phần kỹ thuật lập trình thì con làm cũng rất là tốt, con lập trình cho các nhân vật rất là tốt. Và cũng như con nói, cái phần khó nhất của con mà mất nhiều thời gian nhất của con đó là khi phát âm thanh hết một lần, sau đó con dừng lại để nói cái câu chúc mừng Giáng sinh an lành, sau đó lại phát âm nhạc tiếp, thì cô thấy cái đoạn đấy của con là một cái sáng tạo cực kỳ lớn đấy. Đấy, có thể là người khác thì không nghĩ ra cái cách là dừng lại âm thanh và để phát ra cái câu nói thu âm đó đâu, mà là sẽ phát cùng lúc. Còn của con thì là con đã phát âm thanh nhạc, sau đó dừng lại và phát âm thanh con thu âm. Câu đó con thu âm hay là con lấy từ đâu? Câu này con thu âm ạ. Ừ, cái giọng thu âm của con cũng rất là hay. Dự án rất là tuyệt vời. Về phần thuyết trình thì con nói to, rõ ràng và mô tả đầy đủ các hoạt động của các nhân vật. Giọng nói rất là hay. Và cô đánh giá phần thuyết trình của Minh Đức là tốt nha. Vâng ạ.